muốn dâng lên Ngài bánh từ hạt lúa vàng tươi, là hoa màu ruộng đất do nước mắt giọt mồ hôi, như hương hoa cuộc sống nuôi lớn con từ thuở nào, xin dâng lên tòa cao nay bông lúa thơm ngọt ngào, như lễ dâng trần thành xin ơn Chúa thương chúng lành. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Anton Vũ Quốc Thịnh và audio sách Đạo. Lòng hiệp lòng nguyện dâng, lời con thiết tha nguyện dâng. Khi ban mai hay chiều tàn, lời dâng Chúa luôn vọng ngon. Và nay cuộc đời con nguyện dâng Chúa như lòng son. Đâu cao sang chỉ mòn hèn, phận con nhỏ bé như không. Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô lên tiếng nói: Hỡi anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời phúc âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta, người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây, sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách, mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ. Tất cả đám đông đều im lặng. Rồi họ nghe Ba-na-ba và Phao-lô kể lại bao nhiêu phép lạ và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại. Khi hai ngài dứt lời, Gia-cô-bê lên tiếng nói rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-mon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy. Như đã chép rằng: Sau đó ta sẽ trở lại và tái thiết lều của David đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh ta, sẽ tìm kiếm Chúa, Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm và kiêng thịt các con vật chết ngạc và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa, người ta đã rao giảng Môi-se trong mỗi thành. Họ đọc sách của người mọi ngày sa bát trong các hội đường. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Thầy sẽ sai thần chân lý đến. Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của thầy. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tiếng Việt của chúng ta nó dễ thương lắm, nó hay lắm. Chúng ta thấy có cái từ ở trong, để dễ hình dung ra. Chúng ta thấy hình ảnh của một bào thai, của một đứa trẻ, khi nó tượng thai ở trong lòng mẹ. Chắn là nó ở trong, chứ nó không thể nào ở ngoài. Nó ở trong lòng của mẹ nó. Và nó được mẹ nó bao bọc, chở che bằng tất cả những tinh chất mà mẹ nó thụ hưởng. Dường như là mẹ nó ăn cái gì là nó thụ hưởng được cái đó. Và từ ngày thụ thai, mẹ nó không phải ăn một mình, mà là mẹ nó ăn với hai mình. Và mẹ nó ý thức được rằng đứa con ở trong bụng của mình, và mình cố gắng làm cái điều gì tốt nhất, đẹp nhất cho con của mình. Cái bào thai nó đẹp lắm. Đứa trẻ nó ở trong lòng mẹ để nó được hưởng tất cả những gì gọi là tinh túy nhất từ mẹ nó ra. Và ai ai cũng vậy, đã là người thì ước ao mình sinh ra đứa con nó đẹp, nó giống như mình, nó giống như ước muốn của mình. Ngày xưa còn bé, khi đến nhà kia chơi, thì con thấy cái bà ở nhà đó, bà bắt đầu mang thai. Và bà đi mua một cái bức tranh rất đẹp đứa bé. Có khuôn mặt giống như hình của đứa bé trẻ thơ Ấn Độ về bà treo. Mỗi ngày bà nhìn lên đó, với cái ước muốn rằng là đứa con mà sinh ra nó cũng giống như cái đứa trẻ Ấn Độ đó. Và quả thật, cái đứa trẻ sinh ra nó đẹp. Bởi vì cái ước ao của bà sinh con ra giống như cái đứa trẻ đó. Tuyệt vời! Đó là ước ao của người mẹ. Khi đứa con ở trong lòng mẹ, mẹ thương con, mẹ ước ao con sinh ra như ý của mẹ. Và ngày hôm nay, trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái từ ở trong. Chúa Giêsu dùng cái từ ở trong, ở lại, nó rất là hay. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Anh em ở lại trong tình thương của thầy. Ba lần. Với cái đoạn tin mừng chỉ có ba câu thôi, nhưng mà trong ba câu đó, ba lần Chúa Giêsu nói ở lại trong tình thương của thầy. Thầy nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Niềm vui của thầy là gì? Là qua cái đau khổ của thập giá, thầy sẽ được hưởng cái vinh quang phục sinh. Để rồi anh em cũng vậy. Khi anh em cùng vác thập giá với thầy, anh em cùng chịu đau khổ với thầy,
thì anh em sẽ có cái niềm vui cũng giống như thầy, và cái niềm vui ấy thế gian không lấy đi được. Niềm vui của anh em sẽ nên trọn vẹn với cái niềm vui của thầy, là cái niềm vui được ở trong cung lòng của Thiên Chúa Cha. Chúa Cha yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy, kính thưa cộng đoàn. Lời của Chúa Giêsu sao hay quá. Chúa Cha yêu thầy như thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúng ta thấy có người cha người mẹ nào không thương con đâu. Người cha người mẹ nào cũng thương con và muốn dành cho con cái điều gì đó tốt nhất. Và Thiên Chúa Cha cũng vậy. Thiên Chúa Cha cũng dành cho Chúa Giêsu điều tốt nhất, điều đẹp nhất. Và ngược lại, Chúa Giêsu cũng dành điều đẹp nhất để dâng lên Chúa Cha. Đó là cái sự vâng phục, đó là cái tâm tình khiêm hạ, đó là sự lắng nghe và thi hành ý của Chúa Cha trên cuộc đời của Chúa Giêsu. Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Máu chiên bò Chúa không ưng của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian này chỉ để thực thi theo thánh ý của Thiên Chúa, là Chúa muốn cứu trần gian khỏi tội lỗi. Cái tình yêu Giêsu là cái tình yêu tự hiến, cái tình yêu vâng phục. Và chính Chúa Giêsu đã tự hiến để vâng phục Chúa Cha và bằng lòng cho đến chết và chết trên cây thập giá. Để ngang qua cây thập giá, Chúa Giêsu đã cứu con người khỏi án phạt đời đời. Và con người của chúng ta cũng vậy, những ai tin và ở trong Thiên Chúa ngang qua Chúa Giêsu sẽ cảm thấy được niềm vui. Ngang qua thập giá, Chúa Giêsu đã đến vinh quang. Ngang qua đau khổ, Chúa Giêsu đã được vinh quang phục sinh. Và tất cả những ai tin Chúa cũng đi ngang qua thập giá đó để cùng vác thập giá, sẽ được vinh quang với Ngài. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nó dễ thương quá cộng đoàn ơi. Chúng ta hơn một lần có yêu ai đó, yêu cha, yêu mẹ, yêu anh chị em, yêu vợ, yêu chồng. Khi chúng ta yêu ai đó rồi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ làm theo cái điều mà người đó muốn. Tình yêu nó diễn tả ngang qua ý muốn. Khi mình yêu ai đó rồi, mình sẽ không sống theo cái ý của mình nữa, mà mình sống theo ý của người mình yêu. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, là anh em hãy yêu thương và vâng theo thánh ý của Chúa Cha giống như Thầy. Một cái tình yêu đẹp là một cái tình yêu tự hiến, một cái tình yêu khiêm nhường, một cái tình yêu vâng phục. Và chính Chúa Giêsu là cái gương mẫu cho cái tình yêu ấy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng khiêm hạ, cũng vâng phục, cũng yêu như Chúa Giêsu vậy. Ở lại trong tình yêu. Đứa bé nó ở lại trong tình yêu của mẹ nó. Và nó kín múc nhựa sống từ mẹ nó ngang qua tất cả những chất bổ dưỡng mẹ nó dành cho. Nếu như chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta cũng sống giống như một bào thai trong lòng cung lòng của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được Chúa yêu thương và Chúa bao bọc chúng ta. Như cha yêu thầy thế nào thì thầy cũng yêu anh em như vậy. Chuyện quan trọng là chúng ta có ở lại trong cung lòng của Chúa Giêsu hay không? Để chúng ta kín múc được cái dòng nhựa sống, cái dòng tình yêu mà Chúa Giêsu lan truyền cho chúng ta hay không? Chúng ta tự cao, tự đại. Chúng ta tự cho mình là nhất và nhiều khi chúng ta định đoạt cuộc đời của chúng ta. Và cái bài học bất tuân ở vườn địa đàng còn đó. Chúng ta không có tuân theo lệnh Chúa. Chúng ta không yêu thương Chúa đủ. Chúng ta nhìn lại đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải yêu vợ, yêu chồng, yêu con cái, yêu cha mẹ chúng ta. Nhưng chúng ta không yêu. Chúng ta đã không cảm nhận được cái tình yêu trong cuộc đời này. Chúng ta đã không trân quý được cái tình yêu trong cuộc đời này mà Chúa dành cho chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta nhiều lắm. Nhưng chúng ta đã không trân quý. Chúng ta đã không cảm nhận được cái tình yêu đó. Để chúng ta không ở trong cung lòng của Chúa như Chúa Giêsu nói. Dễ thương ơi là dễ thương.
Chúa Cha yêu mến thầy thế nào thì thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được bình an. Và cái tình yêu của Chúa sẽ nảy nở trong cung lòng cuộc đời của chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ vui lắm. Chúng ta sẽ sống dẫu rằng giữa cuộc đời này vẫn muôn ngàn đắng, đắng cay, thử thách. Nhưng mà Chúa vẫn luôn luôn ở giữa chúng ta. Chúa vẫn luôn luôn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn luôn luôn che chở chúng ta như gà mẹ ấp ủ gà con. Như bà mẹ đang mang thai, đang mang chúng ta trong cuộc đời. Bằng tình yêu thương vô điều kiện, Chúa đến trần gian này, Chúa yêu thương từng người. Chúa bày tỏ cái tình yêu ấy. Nhưng nhiều khi lòng chúng ta, lòng chai giả đá, chúng ta không cảm nhận được cái tình yêu ấy. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta mỗi lần chúng ta vô cảm khi chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa. Và xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa ấy, để chúng ta ở lại trong Chúa, để ngày mỗi ngày chúng ta lớn lên trong Chúa, để cho tình yêu của Chúa thẩm thấu vào trong cuộc đời của chúng ta. Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người tham dự vào trước thánh con Chúa trời. Linh mục là mối ước cõi chân ái, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trời. Linh mục người thánh hiền bao lễ vật trung thành, làm chứng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù phú vàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tình mến không bao giờ liễn tan. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn úa dung nhan người đúc sáng tâm linh. Dấu chứng của tình thương ngàn năm qua chẳng phai mờ, dịu vời như giấc mơ thiên đường. Linh mục được thánh hoa trong thánh thần, dâng mình làm hiến lễ trong thánh điện. Linh người dân bước trong niềm tin, người ra đi để quy tụ thành đoàn chiên của Cha trên trời. Xin cho người tình mến không bao giờ liễn tan. Xin cho người nghèo khó trong trái tim thanh thoát tuyệt vời. Xin cho người phản chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn
phản chiếu đức tinh thành của Chúa. Không bao giờ tan úa dung nhan người, đuốc sáng tâm linh. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 2 tháng 5, lễ Thánh Athanasio, giám mục từ đạo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Athanasio, giám mục từ đạo, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Athanasio sinh khoảng năm 295 tại Alexandria. Gia đình ngài rõ ràng là khá giả vì sau này ngài có dịp trốn ở phần mộ của gia đình. Từ nhỏ, ngài đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt đẹp nơi gia đình. Ngài đã theo môn cổ học và thường trích dẫn các tác giả cổ. Lớn lên, ngài lại được Đức Giám mục Giáo phận đem về dạy dỗ. Nhờ đó, thánh nhân thêm thông giỏi và tấn tới trên đàng nhân đức. Có lẽ ngài cùng theo học tại một trường giáo lý ở Caesarea nên tư tưởng của ngài thấm nhuần kinh thánh. Cả những chú giải kinh thánh cũng theo truyền thống các giáo phụ nữa. Vào khoảng 25 tuổi, Athanasio đã có một thời sống với Thánh Anton ẩn tu. 40 năm sau, ngài đã mời Thánh Anton về Alexandria để góp phần bảo vệ đức tin. Khi qua đời, thánh nhân đã gửi lại cho Athanasio cái áo choàng ngài vẫn dùng đắp khi ngủ và tấm da chiên để dùng sưởi ấm lúc tuổi già. Những năm sống nơi sa mạc với vị thánh ẩn tu này đã tạo nên nét thánh thiện và nhân cách của Athanasio. Vào năm 320, Thánh Athanasio mới bắt đầu góp phần vào lịch sử. Khi ấy, Đức cha Alexander, giám mục Alexandria nghe tiếng. Ngài cho triều vời Athanasio từ sa mạc về, đặt làm phó tế. Khi ấy, Ario là cha sở Baucalis. Ông ta là một nhà giảng thuyết danh tiếng, có một cuộc sống khắc khổ và hướng dẫn các trinh nữ hiến mình cho Thiên Chúa. Ario đã sáng nghĩ và rao giảng những ý tưởng lầm lạc cho rằng ngôi lời Thiên Chúa không có từ đời đời, không cùng bản tính với Chúa Cha mà chỉ là một thụ tạo được mang danh con Thiên Chúa. Athanasio đã thuyết phục Ario bỏ những sai lầm này nhưng không được. Bút pháp và nội dung của bức thông điệp Đức Giám mục Alexander ban hành năm 322 cho thấy tác giả chính là Athanasio. Năm 325, Đức Giám mục đi dự công đồng Nice, lúc đó thánh nhân là phó tế. Ngài theo tháp tùng và đã góp phần vào bản văn chung quyết của công đồng, trong đó định tín rằng Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha. Ngài đã trở thành mục tiêu cho bọn lạc giáo ghen ghét. Năm tháng sau, tức mùa hạ năm 328, Đức Giám mục Alexander qua đời và Athanasio được chọn lên kế vị mặc dù ngài đã hết sức từ chối. Nhận thấy mình bất xứng, Athanasio đã bỏ trốn nhưng rồi bị ép buộc lãnh nhận trách nhiệm. Từ đó, thánh nhân phải nhận trách nhiệm nặng nề khó khăn vì giáo phận Alexandria đã đồng giáo dân lại thêm bè rối Ario đang lan tràn mạnh mẽ. Họ phủ nhận thiên tính của Chúa Giê-xu. Họ chống đối giám mục Athanasio vì ngài dạy mọi người nhìn nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa thật và là người thật theo đức tin chân chính. Họ tấn công ngài dữ dội nhiều lần đến nỗi ngài phải chạy ra khỏi giáo phận. Có lúc ngài phải trốn chui, trốn nhủi nơi mồ mả hoặc trong sa mạc. Nhưng họ vẫn bắt ngài về và đem đi đầy 17 năm trời vất vả khổ cực. Dù vậy, thánh nhân cũng không ngả lòng chán nản. Ngài trông cậy Chúa và đem hết khả năng chỉ vạch cho những kẻ làm khổ ngài nhận biết lầm lỗi của họ. Chẳng những ngài dùng lời nói mà còn viết nhiều sách giải thích và bảo vệ đức tin chân thật về ngôi lời nhập thể. Ngôi lời Thiên Chúa là đấng vô thể xác, bất hoại và vô thể chất. Người đã đến trong miền đất chúng ta, mặc dù trước đó người chẳng bao giờ ở xa,
Quả vậy, chẳng có vùng vũ trụ nào không có người, bởi vì người hiện hữu là một với cha người. Người ở đây trong mọi sự và ở mọi nơi. Nhưng vì lòng nhân từ đối với ta, người đã đến để tỏ mình rõ ràng cho ta thấy. Người đã thương loài người và thân phận yếu đuối của ta. Người động lòng trắc ẩn thấy ta bị hư hoại. Người không chịu cho sự chết làm chủ ta mãi. Nghĩa là để tạo dựng của người bị hư đi, để công trình cha người đã làm khi dựng nên con người khỏi ra hư không, thì người đã nhận mặc lấy thân xác không khác gì với thân xác của ta, bởi vì người không chỉ muốn có thân xác hay chỉ muốn hiện thân ra mà thôi. Vậy sau khi đã mặc một thân xác giống như của ta và lấy từ thân xác của ta, vì mọi người chúng ta phải chịu luật hư nát của sự chết, nên vì mọi người chúng ta, người đã phó nộp thân xác của mình chịu chết để làm lễ dâng cho cha người với tất cả lòng nhân ái, để mọi người chết ở trong người sẽ được giải thoát khỏi luật hư hoại. Vì chưng, luật ấy đã vùng sức phá hoại trong thân xác người rồi, thì không còn quyền hại người ta, đồng loại với người nữa. Như vậy, xưa nay người ta đã đi vào con đường hư hoại, thì nay người lại làm cho họ trở thành bất hoại. Người kêu gọi họ bỏ sự chết trở về với sự sống nhờ chính thân xác mà người đã nhận mặc cho mình. Và nhờ ơn của việc phục sinh, người đã gạt hẳn sự chết ra khỏi người ta. Nhưng ngài càng chịu khó khai sáng cho họ bao nhiêu thì họ càng thù ghét ngài bấy nhiêu. Ngài đã tỏ ra có nhân cách khôn sánh, có ý chí bất khuất và rất thông minh. Rảo quanh khắp giáo phận rộng lớn, ngài gặp thánh Dachomio từ trong sa mạc, là đấng đã nghe Chúa nói với mình rằng: "Ta đã đặt Athanasio làm cột trụ giáo hội, nhưng ngài sẽ bị đau khổ nhiều." Nhưng Athanasio không sợ đau khổ. Dưới ảnh hưởng của những người theo phái Ario, năm 335, thánh Athanasio bị vua Constantino đẩy đi Trier ở biên thùy nước Đức. Tại đây, ngài trước tác một số tác phẩm nay vẫn còn danh tiếng. Nhưng rồi năm sau, Ario chết cách khốn khó. Vua Constantino cho thánh nhân được trở về giáo phận. Khi thấy nhà vua mới của Constance ngã về phía lạc giáo, hai năm sau tức 337, ngài mới trở về giáo phận. Cuộc trở về của thánh nhân diễn ra như một cuộc khải hoàn. Từ năm 337 đến năm 366, cuộc đời ngài là cuộc chiến đấu liên tục với nhóm người ngả theo Ario, nhóm bảo thủ, nhóm buông thả để an phận. Chính hoàng đế cũng muốn can thiệp để sửa đổi giáo thuyết của hội thánh, khiến các thù địch tỏ ra độc ác và liên minh tìm cách tiêu diệt vị giám mục. Lần kia, đang lúc thánh Athanasio dâng lễ, bọn lính xâm nhập thánh đường. Thánh nhân trốn thoát được và ẩn mình trong sa mạc. Sợ những người chứa chấp bị liên lụy, ngài ẩn mình trong một hang đá và không ngừng trung thành với đức tin chân chính. Constance qua đời, Giuliano, người sẽ mang biệt danh là kẻ bội giáo, lên kế vị và cho phép những kẻ lưu đày trở về. Đức giám mục Athanasio trở lại giáo phận và thiết lập trật tự trong giáo đoàn, cũng như lo truyền bá đức tin sang Ethiopia và Ả Rập. Ngài chống lại các mê tín dị đoan khiến các lương dân tức giận. Họ quyết sát hại thánh nhân. Lần này, ngài phải chạy trốn theo lệnh của nhà vua bội giáo chèo thuyền dọc sông Ni. Ngài bị quân lính đuổi theo sát nút. Nguy ngập, ngài quay thuyền lại để gặp họ. Bọn lính hung hăng hỏi thăm xem còn cách vị giám mục bao xa. Ngài trả lời: "Chèo mạnh lên, ông không ở xa đâu." Bọn lính vội vã làm theo và thánh nhân thoát nạn. Ngài lang thang đây đó cho tới khi vua Giuliano qua đời. Gioviano, vị tân hoàng đế, rất kính phục đức giám mục và thích đàm luận với ngài, nhưng triều đại của ông lại quá vắn vỏi. Khi Valens lên nắm quyền cai trị, một cuộc bách hại mới mở ra. Một lần nữa, thánh Athanasio lại phải trốn đi. Trong 4 tháng liền, ngài ẩn mình trong phần mộ của gia đình. Sau cùng, Valens, vì hiểu được lòng kính phục của dân Ai Cập đối với vị giám mục của họ và muốn lấy lòng dân chúng nên chịu cho ngài trở về. Những năm cuối đời, thánh nhân được sống trong yên ổn phần nào, bởi vì lúc ấy cuộc tranh chấp thực sự chưa ngã ngũ. Ngài qua đời ngày 2 tháng 5 năm 373. Phải đợi 5 năm sau, cuộc tranh luận của cộng đồng Nicea mới toàn thắng với cái chết của Valens. Thánh Athanasio đã viết những tác phẩm vĩ đại nhất trong 30 năm xáo trộn. Cuốn Unca Nascene Verbi
hoàn thành năm 337, cuốn Virginiete và Orationes khoảng năm 357, cuốn Contra Ariano có thể sau năm 362. Ngài đã viết rất nhiều và mọi tư tưởng Ngài cũng như cuộc sống Ngài tập trung vào hai ý niệm. Chúa Con là sự bày tỏ của Chúa Cha và Giáo hội là sự bày tỏ của Chúa Con. Giáo hội Tây Phương kính nhớ Ngài như Thánh sĩ Chúa Ba Ngôi. Nhưng trước hết, Ngài là Thánh tiến sĩ về mầu nhiệm nhập thể và ơn Thánh. Mãi đến năm 378, tức là 5 năm sau, khi Thánh nhân qua đời, bè rối Ario mới chấm dứt. Đôi chân Ngài đã đưa con đi qua muôn nẻo đường đời, từ nơi thành phố đến tận chốn làng quê, từ trên non cao xuống biển hồ sóng xô. Đôi chân con cất bước theo Ngài, nguyện theo Ngài mãi, dù có thế nào con mãi mãi trung thành. Đôi chân Ngài bước qua dương gian, ngự bên hữu Chúa Trời. Ngài đã mở lối nơi trời với trần gian, phải qua gian nan mới được phần phúc vinh. Cho con đây nếu muốn theo Ngài và theo Ngài mãi, phải dám chen đắng giống như Ngài, phải dám chấp nhận cho thành ý được tròn. Và giờ hôm nay đôi chân Ngài đi ra từ cõi trên, đôi chân Ngài tìm bước về cõi sống, đôi chân Ngài lên thiên đường vinh phúc. Ngài nắm tay con dìu dắt con
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị cùng nghe và suy niệm thông điệp của Đức Mẹ, nguyên tác To the Priest, Our Lady Beloved Son, tác giả linh mục Don Stefano Gobbi, do Gioan Maria Vũ Sơn Bảo chuyển ngữ. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện qua giọng đọc của Anna Thúy An. Thông điệp số 17. San Victorino, ngày 23 tháng 9 năm 1973. Đây là các linh mục của mẹ. Lúc này đây, con đang ở vào ngày cuối cùng trong những ngày cầu nguyện và hiệp nhất với mẹ. Biết nói sao cho xiết các ân sủng mẹ đã ban cho con và dẫn đưa con vào chốn thâm sâu trong trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Con của mẹ, làm sao con có thể cảm nghiệm được sự dịu ngọt của người mẹ? Tuy nhiên, đó không phải chỉ dành cho riêng một mình con, mà còn dành cho tất cả người anh em của con trong phong trào sẽ đến đây vào ngày mai để dự buổi họp mặt lần đầu tiên. Qua con, mẹ sẽ nói chuyện với họ, và mẹ sẽ cho họ biết mẹ yêu mến họ xiết bao. Việc họ tận hiến cho mẹ sẽ là phương thế cho họ bước sâu hơn nữa vào chốn thâm sâu trong trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Và mẹ sẽ cho họ cảm mến được vị dịu ngọt mà chỉ có người mẹ mới có thể đem lại cho con cái mình. Những người mà mẹ trước đây đã kêu gọi, tuyển chọn và chuẩn bị, họ sẽ đến đây. Họ sẽ nhanh chóng cảm thấy như đang ở nhà và ngay trong lòng họ. Sự thể cứ như là họ đã luôn biết nhau và yêu thương nhau rồi. Phương án bí mật mà mẹ từ lâu đã kín đáo, chuẩn bị thực hiện chương trình trọng đại của mẹ, giờ đây đang bắt đầu trở nên hiển hiện. Đó là phong trào linh mục của mẹ, là đạo quân sẵn sàng chiến đấu, trận đánh quyết định và đã được dự định để chiến thắng. Những đứa con này của mẹ, những người mà mẹ đã đào tạo, kêu gọi và là lần đầu tiên họ gặp gỡ nhau, họ sẽ phải làm gì bây giờ? Họ phải dọn mình, họ phải sẵn sàng, vâng theo các mệnh lệnh của mẹ, bởi mẹ sẽ nhanh chóng kêu gọi và họ phải sẵn sàng đáp lại. Sẵn sàng để cho mẹ sử dụng họ trong lần cuối cùng binh vực con của mẹ, binh vực mẹ, binh vực phúc âm và binh vực giáo hội. Họ sẽ là mối ướp cho một thế giới hoàn toàn đồi bại và họ sẽ là một nguồn sáng chiếu rọi vào màn đêm đen tối đã bao trùm lên mọi sự. Chiến đấu, bởi vì kẻ thù của mẹ sẽ tung lực lượng của nó ra đối đầu với họ và nó sẽ hùng hổ đeo đuổi họ trong trận đánh kinh hoàng này. Họ sẽ bị nhạo báng, khinh miệt, bách hại và thậm chí còn có một số người bị giết hại nữa. Nhưng mẹ sẽ luôn ở cùng họ, sẽ gìn giữ và che chở họ, an ủi họ để lau khô
mọi dòng lệ mà chỉ có người mẹ mới biết cách. Bênh vực Đức Giáo Hoàng là người đang phải chịu nhiều cô đơn trong việc vác lấy thánh giá của giáo hội. Thậm chí còn có lúc Ngài như là bị mọi người bỏ rơi, giống như Chúa Giê-xu trên đường lên đồi Can-vê. Bấy giờ, những đứa con này của mẹ sẽ là người an ủi Ngài và là người bênh vực bảo vệ cho Ngài. Cùng với mẹ, họ sẽ chiến thắng trong trận đánh khốc liệt nhất trong giáo hội. Hỡi các con yêu dấu của mẹ, trong lúc này các con hãy cầu nguyện và yêu thương nhau. Hãy trở nên như trẻ thơ, tức là hãy để cho một mình mẹ dẫn dắt và dạy dỗ các con. Cuối cùng, rồi bây giờ mẹ có thể gom lại các linh mục thực sự là của mẹ, ngoan ngoãn vâng theo các mệnh lệnh của mẹ, nhạy bén với các mong muốn của mẹ. Thật vậy, những người này là các linh mục của mẹ. Sau biết bao nhiêu đau khổ, giờ đây mới thực sự là một niềm vui lớn nhất mà trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ cảm nghiệm được. Vì thế, mẹ ban cho từng người và mọi người trong các con phúc lành, sự an ủi và tấm lòng yêu thương từ mẫu của mẹ. Kìa ai sống mãi trong gió dữ, kiếp trần gian lỡ thứ đau thương. Trần gian lạc lòng hôm mai về đây trong sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vui mồ quên. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối thiên cung, về đây thăm hỏi lối chung, về đây mẹ sẽ rửa lòng xanh cho. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin giới thiệu với quý thính giả tác phẩm Thánh Louis và Zelly Martin, Cha Mẹ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu của tác giả Helen Mongin, do Gioan Bautista Thái Hòa chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Teresa Mai Phương, Phêrô Đức Thành và Maria Bích Vân. Báo động về tình trạng của ông Louis, cậu Isidore thấy mình buộc phải đưa ra quyết định cần thiết. Cậu đưa ông Louis đến nhà thương điên Bonsevier, đấng cứu thế nhân lành ở Con. Về sau, Celine nói rằng cô và Leonie giữ kín chuyện này bởi họ quá tan nát thất thần. Quả thật, ta bảo ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho,
và lôi đi nơi ngươi không muốn. Đây là ý nghĩa hệ tại của thương khó, sự hạ nhục cộng thêm vào tình cảnh kinh hoàng. Các lời đồn đãi lan khắp thành phố, thậm chí đến tận dòng Carmel. Người ta nói rằng tình trạng của ông là do sự khổ hạnh khắc khe. Có người còn bảo ông bị gian mai, hoặc nói rằng các con gái của ông là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này bởi họ đã khiến ông quá đỗi đau buồn khi bỏ ông mà đi. Nhưng điều khiến các con gái nhà Martin đau đớn xé lòng nhất là khi biết cha mình, vua yêu dấu, đang loạn trí và được coi sóc bởi những người lạ. Khi Teresa nói đến gian nan lớn của đời mình, thánh nữ không nói về đêm tối đức tin của mình, nhưng là về bệnh tình của cha. Thánh Teresa đã dùng gian nan này như xúc tác cho một hành động đức tin tinh tuyền. Teresa đã khám phá sự nhân lành của Chúa Cha qua gương mặt người cha của mình. Và bây giờ, thánh nữ lại khám phá ra dung nhan bị sỉ nhục của Chúa Kitô trong gương mặt ông Louis. Qua chặng đường thương khó của cha mình, Teresa khám phá ra sự thương khó của Chúa Giêsu trong tình yêu đến điên dại Ngài dành cho nhân loại. Trong thời gian này, Thánh Teresa hài đồng Giêsu trở thành Teresa hài đồng Giêsu và Thánh Nhan. Thánh nữ viết: Chúa Giêsu đang thiêu đốt trong tình yêu dành cho chúng ta. Hãy nhìn vào dung nhan đáng tôn thờ của Chúa. Hãy nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Chúa. Nhìn vào các thương tích của Chúa. Hãy nhìn vào gương mặt Chúa Giêsu. Bạn sẽ thấy Ngài yêu chúng ta đến thế nào. Với các cô con gái nhà Martin, gia đình mình đang bị đánh sập như gia đình ông Job vậy. Nhưng theo Teresa, đó là đòn đánh của yêu thương. Các chị em cùng nhau đặt trong nhà nguyện dòng dưới tượng Thánh Nhan một bảng đồng với dòng chữ Sit Nomen Domini Benedictum. Câu tiếng Latin này lấy từ cuối đoạn mà ông Job nói: Tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó. Đức Chúa đã cho, Đức Chúa đã lấy lại, đáng chúc tụng thay danh Chúa. Hoa trái đầu tiên của ông Louis chắc chắn là sự triển nở đức tin ngoại hạng trong lòng các con gái. Và không có nó, Teresa hẳn không thể là vị thánh mà chúng ta ngưỡng mộ ngày hôm nay. Ông Louis đang ở trong nhà thương điên, nhưng sống trong bệnh viện tâm thần không phải là trở ngại với sự thánh thiện của ông. Nhà thương điên Bon Sauveur được cha Pierre François Jamais thành lập và không phải là kiểu địa ngục như người ta tưởng tượng. Đây vẫn là thời gian tiên phong trong các bệnh viện tâm thần. Các bệnh nhân được đối xử rất nhân văn, nhờ tay các tu sĩ cảm nhận được ơn gọi chăm sóc của mình. Việc điều trị về căn bản là những thủ tục thường ngày đều đặn và luôn có người coi sóc. Trong 3 năm ở đây, ông Louis nhiều lần đủ minh mẫn để hiểu, đón nhận và thánh hóa gian nan của mình. Sir Costard, người chăm cho ông cách đặc biệt, đã chào đón và nói với ông rằng ông có thể là một tông đồ tuyệt vời cho tất cả các bệnh nhân khác. Ông trả lời: Đúng thế, nhưng mà tôi muốn làm tông đồ ở nơi khác, chứ không phải ở đây. Nhưng nếu đây là ý Chúa, thì tôi nghĩ đó là để hạ gục sự kiêu ngạo của tôi. Ông Louis nói với bác sĩ: Tôi luôn luôn quen với việc ra mệnh lệnh, và bây giờ thì tôi bị hạ xuống phải nghe theo lệnh. Thật là khó khăn, nhưng tôi biết vì sao Chúa cho tôi gian nan thử thách này. Tôi đã không có sự sỉ nhục nào trong đời,
và tôi cần phải trải qua điều đó. Và ông hẳn là tông đồ hàng đầu với các bệnh nhân. Ông Lewis hiểu cách nhìn xuyên qua những lớp vỏ mất trí để đi vào tâm hồn và biến đổi người ta. Ông từ chối một phòng dành riêng cho ông để có thể sống chung với những người khác, chia sẻ với họ những thanh kẹo mà các cô con gái gửi đến và không ngừng rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho họ. Ông còn làm cho các nhân viên bệnh viện được mở mắt nhiều. Theo Sir Coster, không chỉ là không bao giờ phàn nàn, ông còn thấy mọi sự chúng tôi làm cho ông đều tốt đẹp. Ông hy sinh, từ bỏ, không ngừng. Như các y tá khác, Sir Coster kinh ngạc bởi sự nhẹ nhàng của ông và thường xuyên nhắc lại rằng nơi ông có một sự đáng kính. Tất nhiên, ông cũng có những thời gian kích động, hỗn loạn và ảo giác, những lúc cần phải đưa ông đi xa khỏi các bệnh nhân khác, và còn có một lần hiểu lầm rất tệ. Hai luật sư tự nhận là thay mặt các con gái ông đến gặp ông Lewis và cố gắng tìm cách để ông giao cho họ hết mọi tài sản. Ông Lewis bật khóc đau đớn vì cảm thấy các con gái đang bỏ rơi và không còn tin tưởng mình. Không còn chuyện gì cay đắng hơn thế. Nhưng may thay, Celine và Leonie đến viếng thăm ông mỗi tuần đã trấn an ông, đây là chuyện dối trá. Các cuộc viếng thăm này, cùng với những lá thư từ dòng Carmel đầy âu yếm và khích lệ, là niềm an ủi cho ông. Nhưng ông không bám chặt vào đó. Khi biết Leonie và Celine đang đi nghỉ với nhà cậu Isidore, ông mừng cho các con và muốn cho các con cứ ở lại nghỉ ngơi một thời gian đủ lâu. Ông không muốn các con phải trở về vì mình. Sự nâng đỡ lớn nhất của ông, như luôn luôn là vậy, chính là lời cầu nguyện. Ông là người đến nhà nguyện và đi rước lễ thường xuyên nhất. Mỗi khi tình trạng tâm thần có thể là ông đi ngay. Trong những lần minh mẫn, ông nhận định ý Chúa trong hoàn cảnh của mình và cầu nguyện xin được sống thánh thiện hơn. Khi các con gái muốn làm tuần cửu nhật xin cho ông được lành bệnh, ông đã trả lời rằng các con không nên xin như thế, nhưng chỉ nên xin theo ý Chúa mà thôi. Qua sự quy phục tận cùng này, chúng ta có thể nhận ra mức độ tất cả những bỏ mình suốt đời ông. Ngay cả trong những hoàn cảnh khủng khiếp, ông Lewis vẫn can đảm đi tiếp trên con đường thánh thiện của mình. Celine đã viết cho các chị em đang ở trong dòng. Em thật sự tin rằng, càng ngày gương mặt cha càng bình an và thánh thiện. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tấm hình cuối cùng của ông Lewis để tin chắc về điều này. Trong 3 năm trong bệnh viện tâm thần, ông yếu dần đi, cả về tâm trí lẫn thể lý. Năm 1892, Celine kể về một cơn bệnh của cha, giống như kiểu hóa thành trẻ con nhưng không hẳn trẻ con, bởi ông hiểu và cảm nhận hơn một đứa trẻ. Celine có thể thấy được sự đau buồn của ông khi không thể diễn tả được những gì ông mong muốn trong lòng. Ông Lewis không còn chút gì nguy hiểm với người khác cũng như với bản thân ông, và hai chân của ông đã liệt, khiến ông không còn tự vận động được nữa, nên bệnh viện cho ông về ngày 10 tháng 5 năm 1892. Hai ngày sau, ông được đưa đến dòng Carmel thăm các con. Ông không nói được, nhưng dường như hiểu được những lời các con gái nói. Khi các chị chào tạm biệt, ông cố gắng đưa được ngón trỏ hướng lên trời và nói được rõ ràng hai chữ trên trời. Ông được về nhà là một sự xoa dịu cho ông và cả các con gái. Leonie và Celine thuê
thuê một căn nhà nhỏ sát nhà cậu Isidore ở Leisure và để cha sống trên tầng 1. Họ thuê Desire, một người giúp việc tận tụy để lo chăm sóc cho ông. Nhờ sự gắn bó với các thánh cả và những lời cầu nguyện tha thiết của Celine, cô Desire cuối cùng đã trở lại đạo. Nhà cậu Isidore luôn luôn giúp đỡ nhiều và chăm sóc cho cả đại gia đình. Ông Louis luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào với gia đình mình, dù cho đôi khi ông rơi vào nỗi buồn thâm thẳm. Ông hiếm khi nói gì, nhưng không bao giờ bị mê sảng. Ông thể hiện được niềm vui khi biết tin Pauline được bầu làm bề trên dòng Carmel vào năm 1893. Và ông cũng mở lời muốn các con cầu nguyện cho mình. Trong khi năng lực và ký ức bị suy giảm, nhưng các nét đặc tính của ông vẫn không bị ảnh hưởng. Đó là sự trìu mến ân cần và linh hồn chiêm niệm. Ông chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế khi được về sống ở miền quê. Nhà cậu Isidore thừa kế một ngôi nhà gần Evreux và ông Louis về đó sống trong hai mùa hè cuối đời của mình. Celine kể lại: suốt cả đời, em sẽ nhớ gương mặt đẹp của cha. Khi ánh mặt trời lặn dần, em và cha dừng lại sâu trong rừng để nghe tiếng sơn ca. Cha lắng nghe với một biểu cảm không nói nổi trên khuôn mặt. Thật là mê ly. Có điều gì đó không giải thích được của miền đồng quê phản ánh trên gương mặt cha. Rồi sau một hồi lâu thinh lặng, bởi vẫn còn đang lắng nghe tiếng chim, em thấy có nước mắt lăn trên má cha. Ông Louis qua đời tại ngôi nhà miền quê này ngày 27 tháng 7 năm 1984. Ông yếu đi thấy rõ, và ngày 28, ông nhận các bí tích cuối cùng. Cơn đau hấp hối bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 29 tháng 7. Ông khó thở và dường như vô thức. Nhưng khi Celine đọc kinh cầu xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse vào khoảng 8 giờ sáng, thì ông Louis mở to mắt nhìn con gái mình với cái nhìn trìu mến mà cô không bao giờ quên. Trong ánh mắt sống động của cha, dường như Celine khám phá thấy Đức Vua của mình với tất cả huy hoàng như trước. Rồi ông Louis nhắm mắt vĩnh viễn. Đầu ngày Chúa Nhật hôm ấy, ngày của Chúa, đấng mà ông đã yêu mến suốt đời, ông Louis đi vào đời sống vĩnh hằng. Trên nhà tang lễ của ông là câu này: Đức Kitô không phải chịu khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Thiên đàng không bao giờ xa cách, và Teresa đã hát vang về điều này. Cha yêu dấu của chúng tôi ở gần chúng tôi. Sau khi đã mất được 5 năm, thật vui cho tôi khi được thấy cha vẫn luôn như thế. Như cha đã luôn làm mọi sự cho chúng tôi được vui. Ông Louis đã được đoàn tụ với bà Zelly, Helen yêu dấu, các con trai và Teresa lớn của ông. Ông phải chờ đến tận năm 1959, khi Celine, cũng là nữ tu dòng Carmel, về trời để cả gia đình được đoàn tụ đông đủ. Ông Louis đã nói về gia đình mình, những người đã cho thế giới thấy gương mặt yêu thương của Chúa. Cha cảm thấy phải tạ ơn Chúa và làm cho con tạ ơn Ngài nữa, bởi cha nhận thức rằng gia đình chúng ta, dù cho khiêm nhượng, nhưng có vinh dự được kể vào những người hưởng đặc ân của đấng tạo hóa chí thánh.
Lời kết: đôi vợ chồng được phong thánh. Đấng quan phòng muốn chúng ta chờ đợi 150 năm sau lễ hôn phối của ông bà Louis và Zelie để thấy cả hai được phong chân phước cùng một lần với tư cách vợ chồng. Tuy nhiên, Vox Populi, tiếng nói dân Chúa của những người gần gũi hai vị, đã phong thánh cho họ ngay từ khi họ còn sinh thời. Các cô con gái nhà Martin nói về ông bà như là cha mẹ thánh của mình, và cậu Isidore xem mình là một người lùn đường thiêng liêng khi đặt cạnh ông bà. Hàng xóm, bạn bè, các linh mục và tu sĩ quen biết ông bà đều nhất trí về sự thánh thiện của hai người. Giáo hội Hoàng Vũ chưa biết đến ông bà cho đến khi con gái út của hai người chiếu rọi sáng ngời cha mẹ mình, những người mà Thánh Teresa hằng luôn ca ngợi. Chúa nhân lành đã cho em một người cha và một người mẹ xứng với thiên đàng hơn là thế gian này. Hướng mắt trông về thánh địa, trên ngai tôn kính con thấy được là cha yêu dấu, mẹ yêu dấu, cho con hạnh phúc chứa chan dạt dào. Trong đêm phong thánh cho Thánh Teresa vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, Hồng Y Antonio Vico, người phụ trách án phong chân phước, đã nói: bây giờ, chúng tôi chuẩn bị hỏi ý kiến Roma để lập án phong chân phước cho người cha của thánh nữ. Và các thư tín của gia đình sau khi được công bố vào năm 1941 đã cho mọi người biết đến gương mặt sáng ngời của bà Zelie. Còn cha Stefani Joseph Piat đã viết quyển Câu chuyện một gia đình, Histoire d'une Famille, tác phẩm bán chạy toàn cầu. Từ thời điểm đó, dòng Carmel và Vatican nhận được hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ tình cảm mến dành cho ông bà Louis và Zelie, và làm chứng những phép lạ qua lời chuyển cầu của hai vị: lành bệnh, hòa giải gia đình, hoán cải, các ơn vật chất và thiêng liêng. Ông bà Zelie không nghỉ ngơi chút nào dù đang ở trên thiên đàng. Và đây là một vài lá thư được gửi đến cho chị Celine từ Hoa Kỳ vào những năm 1950. Chúng tôi rất đỗi biết ơn nếu chị gửi cho chúng tôi 1.000 tấm hình ông Louis Martin và 1.000 tấm hình của bà Zelie với lời cầu nguyện xin phong chân phước cho hai vị. Chúng tôi có thể phân phát các tấm hình ở Hoa Kỳ và làm việc để thúc đẩy án phong chân phước. Chúng tôi tin rằng hai vị đã làm một phép lạ ở đây khi chữa lành cho một bé gái đang tuyệt vọng vì bệnh ung thư máu. Gia đình đã làm tuần cửu nhật xin hai vị chuyển cầu và bé đã được lành. Từ mẹ bề trên một tu viện Carmel ở Hoa Kỳ. Người cha yêu quý Louis tiếp tục thực thi đức ái trên lục địa này. Ví dụ là một trong các chị em của chúng tôi, Sir Delphine, bây giờ đã qua đời, từng được một bà mẹ đến thăm và xin lời khuyên về thập giá nặng nề mà bà đang vác. Sơ Delphine nói với bà: hãy cầu nguyện với Thánh Teresa. Vài ngày sau, khi đi ngang qua nhà thờ Thánh Phêrô của dòng Francisco ở trung tâm Chicago, bà này gặp một ông già hỏi bà: con gặp khó khăn à? Con hãy đi vào nhà thờ, và lúc 3 giờ chiều, một người cao lớn sẽ đến tòa giải tội. Con hãy nói với ông ấy các vấn đề của mình, ông ấy sẽ giúp cho con. Người phụ nữ này tìm thấy vị linh mục đúng như lời ông già đã nói, và bà được thêm sức mạnh. Về sau, dì của bà ấy cho bà xem quyển sách Câu chuyện một gia đình của cha Piat, và thật ngạc nhiên khi bà nhìn thấy hình ông Martin. Bà kêu lên: đây là người mà em đã gặp trước nhà thờ Thánh Phêrô.
người bảo em hãy vào nhà thờ. Đây chỉ là ví dụ một chuyện mà thôi. Cùng với Thánh Teresa, cha yêu quý đang làm việc thiện ngay trên trần gian này. Từ Sơ Marie Stephanie, Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện với mẹ và cha của Thánh Teresa, ông Louis và bà Zelie Martin, xin giúp cho tôi giữ được gia đình của mình, bởi chúng tôi đang trên bờ vực ly hôn. Tôi hạnh phúc được nói rằng, nhờ lời chuyển cầu của hai vị, lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa đón nhận tức thì. Từ bà Jay, Hoa Kỳ. Các thỉnh nguyện xin phong chân phước cho hai ông bà Martin lên đến hàng chục ngàn chữ ký. Để đáp lại tình cảm đang lan rộng này, các giám mục của Lizier và Alencon mở hai tiến trình phong thánh, thực hiện riêng biệt từ năm 1957 đến năm 1960, rồi hợp nhất làm một. Cha Simeon, dòng thánh gia, thỉnh viên cho án phong chân phước này, cùng với cha Giovanni Papa và bà Marie Pierre, đã làm nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử và biện hộ phê phán trong nhiều năm. Hồ sơ bao gồm tất cả văn bản chính thức về đời sống riêng và các bài viết của hai vị lên đến hơn 2.000 trang giấy về mọi mặt đời sống của ông bà Martin. Lần đầu tiên, án tôn phong cho một cặp vợ chồng được đệ trình lên Vatican. Các sự kiện khác nhau đã làm chậm đi án tiến trình này, cho đến tận năm 1994, khi Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ký tuyên bố về các đức tính anh hùng cho ông Louis và bà Zelie, tôn phong hai vị là bậc đáng kính. Trước khi phong chân phước và phong thánh cho một người, giáo hội rất cẩn trọng, luôn luôn cần có một sự xác nhận từ Chúa, cụ thể là một phép lạ. Và một phép lạ đã xảy ra cho một gia đình Ý vào tháng 6 năm 2001. Walter và Adele Schiliro có một con trai tên là Pietro, bị bệnh phổi nặng và chỉ sống được nhờ máy thở. Các bác sĩ đã bó tay với ca bệnh của em. Nhờ lời khuyên của linh mục Antonio Sengali, cả gia đình cùng các nhân viên ở bệnh viện, những người trong giáo xứ và các nhóm cầu nguyện bắt đầu cầu nguyện cùng ông bà Louis và Zelie. Không lâu sau, họ được đáp lời. Bé Pietro sớm được lành bệnh hoàn toàn một cách kỳ diệu. Ngày nay, Pietro là một chàng điển trai, cùng với cả nhà đến Lisieux để cảm ơn cha mẹ trên trời của mình. Cuối cuộc điều tra dài và vô cùng tỉ mỉ, giáo hội công nhận phép lạ chữa lành qua lời chuyển cầu của ông bà Martin. Và vào ngày 13 tháng 7 năm 2008, chính xác là 150 năm sau ngày hai người cử hành phép hôn phối, giáo hội tuyên bố lễ phong chân phước cho hai vị sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 10 cùng năm. Những người tham dự lễ phong chân phước sẽ không bao giờ quên nghi thức đơn giản mà trọng đại ở Lisieux, với 15.000 người nhiệt thành và vui tươi đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn đọc cho phép tôi chia sẻ một ký ức riêng của mình, thì xin nói đó là một trong những ngày đẹp nhất đời tôi. Thấy vương cung thánh đường được trang hoàng đèn đuốc và màu sắc vui tươi, với đám đông đang vỗ tay, hân hoan, nói cười, hát hết mình, tôi không thể không hình dung hai vị Louis và Zelie đang ở giữa chúng tôi, xúc động và kinh ngạc. Bậc cha mẹ khiêm nhượng, những con người lao động khiêm nhượng này, suốt cả đời có bao giờ nghĩ rằng giáo hội tại thế, chưa nói đến giáo hội trên thiên đàng, sẽ tôn vinh họ đến thế hay không? Đặc biệt, bà Zelie chắc hẳn sẽ mở mắt thật to vui sướng. Việc phong chân phước cho hai vợ chồng Louis và Zelie cũng là lời nhắc chúng ta về vinh quang đang ẩn giấu nơi cuộc sống thường nhật và những khó khăn của chính bản thân mình.
vì rằng chút gian truân nhẹ bồng trong hiện tại gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời, tuyệt đỉnh. Tôi cảm thoáng thấy vinh quang của vợ chồng nhà Martin, vốn không gì khác ngoài vinh quang của Thiên Chúa, và chúng tôi cùng chia sẻ một thời gian ân sủng. Kể từ đó, con số người hành hương đến Lizier và Alencon ngày càng tăng. Họ làm chứng là ông bà Louis và Zelly đồng hành với họ, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Các bậc cha mẹ đau buồn vì con cái hay vì bệnh tật đã cảm nghiệm được sự nâng đỡ từ hai vị. Vô số cặp vợ chồng không thể có con cái đã ký thác vào sự chuyển cầu của hai vị, và kết quả là nhiều bé đã ra đời được đặt tên là Louis và Zelly. Từ năm 2008, Zelly là một trong những cái tên được ưa chuộng tại Pháp. Với nhiều người, ông bà Louis và Zelly hơn cả thánh bảo trợ hay một mẫu gương, hai vị còn là bạn bè và người thân. Có thể nói, gia đình Martin đang tiếp tục lớn lên thêm vào những con người mà ông Louis, bà Zelly, thánh Teresa và các chị chào đón với cánh tay mở rộng và bao bọc với tình chăm sóc ân cần của mình. Các đền thánh tại Lisieux và Alencon ngày nào cũng nhận được nhiều chứng từ. Vợ chồng nhà Martin không giải quyết vấn đề của tất cả mọi người, nhưng với con gái thánh của mình, họ có thể hứa như lời thánh Teresa đã nói. Đừng tin là khi em ở trên thiên đàng, em sẽ đổ đầy trái chín mọng xuống cho chị. Đó không phải là những gì em có, cũng không phải là những gì em mong muốn. Có lẽ chị có nhiều gian truân, nhưng em sẽ gửi cho chị những ánh sáng rạng ngời để giúp chị trân trọng và yêu mến gian truân của mình. Chị sẽ thấy cần phải như em mà nói rằng: Lạy Chúa, Chúa đổ đầy chúng con niềm vui vì mọi sự Chúa đã làm cho chúng con. Vợ chồng nhà Martin có tác động toàn cầu, và những người hành hương đến Alencon là từ 110 quốc gia khác nhau. Các cộng đoàn khắp thế giới đặt mình dưới sự bảo trợ của hai vị, chẳng hạn như dòng tu mới ở Brazil, dòng Sagrada Familia. Thánh tích của hai ông bà tiếp tục được trưng bày quanh các giáo phận, và đặc biệt là được trưng bày tại Hội đồng Giám mục về gia đình ở Roma vào năm 2014. Do đó, thật xứng đáng khi tôn phong ông bà Louis và Zelly lên bậc hiển thánh. Nếu tiến trình phong chân phước với ý bậc chân phước được tôn kính ở giáo hội địa phương, một lý do vì sao lễ phong chân phước thường cử hành ở các giáo phận, thì việc tôn phong hiển thánh trình diện các vị với toàn thể giáo hội. Và để như thế, chúng ta cần một phép lạ. Ngày 15 tháng 10, 2008, bé Carmen bị sinh non ở Valencia, Tây Ban Nha. Các biến chứng nhanh chóng xuất hiện, và bé Carmen bị xuất huyết não. Cha mẹ của bé đến tu viện Carmel gần đó xin cầu nguyện. Ngày 23 tháng 11, khi tình trạng của bé đến mức tuyệt vọng, bề trên dòng Carmel đã khuyến khích cha mẹ của bé cầu nguyện với ông bà Louis và Zelly. Ngày hôm sau, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bé Carmel bắt đầu khá hơn, và đến đầu năm 2009, bé đã được về nhà. Nhưng chứng xuất huyết não vẫn còn dai dẳng và có nhiều hậu quả có thể rất khốc hại. Các sơ dòng Carmel và gia đình bé đã đến viếng thánh tích của ông bà Louis và Zelly đang đi qua thành phố của họ và cầu nguyện hết sức mình. Ngày 19 tháng 2, một xét nghiệm cho thấy chứng xuất huyết đã biến mất. Và còn lạ lùng hơn nữa khi không còn di chứng nào ở não bộ nữa. Hôm nay, bé Carmen là một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.
với việc công nhận phép lạ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Cha mẹ bé Carmen khi nghe tin chính thức quyết định phong thánh cho chân phước Louis và Zelly Martin đã quá đỗi xúc động, vui mừng và biết ơn. Cha mẹ bé Carmen xem hai vị thánh là một phần gia đình mình bởi họ đã cầu nguyện và ông bà Martin đã chuyển cầu cho con gái họ được lành bệnh. Hai người nói rằng, hai thánh vợ chồng nhà Martin là mẫu gương cho gia đình hiệp nhất với nền tảng là tình yêu thương và tôn trọng dành cho con cái. Nên nhờ hai vị, họ có thể làm chứng những giá trị này cho hai người con của mình. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thứ 6 đã nói rằng, nếu như vợ chồng nhà Martin được phong thánh, thì họ nên được phong thánh cùng nhau. Chính Đức Phaolô Đệ Lục đã sáng kiến kết hợp hai án phong chân phước của hai vị thành một. Hành động của Ngài vừa mạnh mẽ vừa đổi mới, bởi trước đó chưa bao giờ giáo hội phong thánh cho một cặp vợ chồng. Khi lần đầu tiên trong lịch sử phong thánh cho một cặp vợ chồng, giáo hội đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, cho thấy vẻ đẹp trong dự định của Thiên Chúa cho hôn nhân và gia đình, đồng thời nhắc lại rằng hôn nhân là một trong những con đường vững vàng để nên thánh. Ông bà Louis và Zelly hẳn cũng đã từng hoài nghi điều này, và thật đáng để chúng ta tự hỏi mình, liệu trong vô thức công giáo tập thể của chúng ta có còn khái niệm rằng chỉ có thể nên thánh qua con đường thánh hiến hoặc một đời sống phi thường? Việc tôn phong ông bà Louis và Zelly lên bậc hiển thánh là lời khẳng định mạnh mẽ rằng gia đình có thể là nơi yêu thương mãnh liệt, làm chứng cho toàn bộ thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời cũng xác quyết rằng đời sống bình thường với Thiên Chúa có thể sinh ra những hoa trái phi thường. Bằng cách sống yêu thương đơn sơ trong cuộc sống gia đình thường ngày, yêu thương đến tận cùng, ông bà Louis và Zelly đã góp phần soi rọi ánh sáng cho toàn thế giới. Như con gái mình, hai vị ở trên thiên đàng đang làm việc thiện cho thế gian. Và tôi mong các bạn cũng hãy tự mình cảm nghiệm điều này bằng cách ký thác nơi hai vợ chồng thánh này. Bạn sẽ không hối tiếc đâu. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho hai thánh Louis và Zelly Martin nên gương mẫu thánh thiện trong đời sống hôn nhân. Hai thánh đã sống vững vàng đức tin và đức cậy giữa những bổn phận, khó khăn của cuộc đời và đã quan tâm giáo dục các con trở nên những vị thánh. Nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của hai thánh, chúng con nài xin Chúa chúc lành và nâng đỡ các gia đình trong đời sống công giáo, giúp chúng con cũng đạt tới sự thánh thiện. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện với tác phẩm Thánh Louis và Zelly Martin, cha mẹ Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã kết thúc. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe lại toàn bộ câu chuyện. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu đến với quý vị. Con phải làm gì để được công chính Chúa ơi? Khi con
chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, sóng xô vỗ bờ cát trôi khuất mơ, thân con lạc bên bờ vơ. Con phải làm gì để lòng con biết ủi an, đôi chân yếu hèn tìm về muôn nẻo xương gian, biết bao lối đường lòng khi chán chường. Con phải làm gì để được sống nghĩa yêu thương? Chúa thương con nhiều và Chúa luôn thông hiểu lòng con bao điều lo lắng. Chúa ban sức mạnh và Chúa luôn chúc lành cho đời con vững bước đi hai. Con phải làm gì để tìm ra thánh ý Cha, chọn kiếp thứ tha? Con phải làm gì để cùng kiếp sống không than, nhân sinh đâu chỉ nụ cười hạnh phúc, biết man biết bao lỡ làng với muôn khó ngàn? Con phải làm gì để trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thánh hóa chúng ta. Con phải làm gì để được theo Chúa bước đi trên muôn nẻo đường, lòng con vương chút lo suy thế gian mấy khi sống đâu, bởi vì Chúa luôn thấu hiểu lòng.